Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn sản phẩm mới của Hybrida. Đó là dòng Q-Series Hybrida Q5, một dòng AeroBox TV cũng khá là mạnh mẽ với cấu hình GPU 8 nhân, CPU 4 nhân, 8GB bộ nhớ trong và 2GB RAM. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành bóc hộp của con Hybrida Q5 này ra, xem cơ bên trong nó đi kèm những phụ kiện như thế nào nhé. Đây là Hybrida Q5 của chúng ta, mình sẽ giới thiệu sau. Bây giờ mình xem phụ kiện nó đi kèm và phụ kiện gì đó. Đầu tiên đó là một cái adapter dùng để cấp nguồn cho Hybrida Q5, có dây khá là dài, ở trên đây là những cái thông số về nguồn điện. Tiếp theo đó là một cổng cáp dùng để kết nối HDD với Hybrida Q5. Một sợi cáp HDMI. Tiếp theo là cái remote của Hybrida Q5, được thiết kế khá là đơn giản nhưng mà sang trọng, cái bấm rất là mềm mại, cái nút bấm thì rất là trực quan, sử dụng hai pin 3. Cuối cùng đó là một cái hướng dẫn sử dụng nhanh bằng tiếng Anh của Hybrida Q5, chỉ chúng ta cách kết nối với TV hay là các nút chức năng ở trên remote. Bây giờ mình sẽ đi vào cái sản phẩm chính của chúng ta là con Hybrida Q5. Về thiết kế tổng thể thì Hybrida Q5 được thiết kế khá là gọn gàng, với bộ vỏ bằng kim loại nhám rất là mát, kim loại nhám rất là mát, cái gốc thì được bo tròn, tạo nên cách thiết kế rất là đơn giản nhưng mà mang lại sự sang trọng. Mặt trên thì không có gì ngoài dòng chữ Hybrida. Ở mặt trước thì ngoài cái màn hình hiển thị các thông số của Hybrida Q5 khi hoạt động thì nó còn có một cái logo 3D, có thêm một cái dòng chữ Hybrida ở cạnh cái nút khởi động. Nút khởi động bấm rất là có cảm giác và chắc chắn. Rồi, ở cạnh bên phải là những cái cổng kết nối USB, bao gồm một cổng kết nối USB 3.0 và hai cổng kết nối USB 2.0. Cạnh những cổng kết nối này đó là một cái nút reset dùng để hay là cái nút restore dùng để reset lại, restore lại cái trạng thái ban đầu của Hybrida Q5. Ở cạnh bên trái là có hai cổng kết nối, thứ nhất là cổng kết nối SATA dùng để kết nối sợi cáp, dùng để kết nối sợi cáp mình vừa giới thiệu cho các bạn vào Hybrida Q5 với một cái HDD chứa dữ liệu của chúng ta gắn bên ngoài. Ở cạnh bên đó là một cái cổng dùng để đọc thẻ SD hay MMC, hay còn gọi là cái khe đọc thẻ nhớ, đại khái nó như vậy. Ở mặt sau của Hybrida Q5 là những cái cổng kết nối với các thiết bị ngoại vi. Đây là cái cổng dùng để cắm vào adapter nguồn DC 12V. Rồi đây là cái cổng kết nối mạng LAN dùng để kết nối mạng có dây. Rồi tiếp theo đó là cái cổng HDMI gắn vào cáp HDMI để xuất tín hiệu HDMI, ba cổng analog xuất tín hiệu analog. Tiếp theo đó là hai cổng coaxial và optical dùng để xuất tín hiệu âm thanh 5.1, 7.1 tùy thuộc vào cái dàn âm thanh mà nhà bạn đang có. Rồi đây là cái anten dùng để bắt tín hiệu của Hybrida Q5, khá là đơn giản nhưng mà rất là sang trọng. Mặt dưới của Hybrida Q5 ngoài cái những cái lỗ tản nhiệt thì còn có là tên của sản phẩm, series của sản phẩm, tem mã vạch và bốn chân chống trượt của Hybrida Q5. Rồi tem của nhà bảo hành. Nhìn chung thì Hybrida Q5 khá là nhỏ gọn, tuy nhiên thiết kế đơn giản mà rất là sang trọng. Đây các bạn nhìn tổng thể lại con Hybrida Q5 của mình, đây là một sản phẩm rất là được chờ đợi với cấu hình mạnh mẽ, thiết kế đơn giản nhưng mà hiện đang hoạt động rất là tốt.